Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp nha. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship hàng sẽ cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link ở phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 còn số 87 48 nha. Hai số này mình đều xài Zalo, mọi người có thể nhắn tin qua Fanpage hoặc là Zalo để xem hình ảnh chi tiết máy trước khi chốt. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành là 3 tháng một đổi một nha. Bên mình thì bán điện thoại đi kèm theo cho mọi người là cáp sạc nha mọi người. Phụ kiện đi kèm là cáp sạc nha. Đầu tiên thì mình giới thiệu anh em là Samsung Galaxy Z Fold 5 RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB, phiên bản Mỹ, hai sim, một vật lý và một eSIM, chỉ 19 củ thôi. Và mình có phiên bản hàng nữa nha, bản hàng đây 19 củ rưỡi nha mọi người. Mấy con này thì mình giảm giá là còn 19 củ rưỡi thôi. Xiaomi Redmi K70e nha. K70e thì mình đang có hai màu nha mọi người. Đây K70e, RAM 12 256, 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7. Còn mình có K50 Gaming này mọi người, một con máy với bộ nhớ RAM là 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB luôn, chỉ có 5 củ tư thôi nha, 5 củ tư. Samsung Galaxy A34 5G 4 triệu 250 nghìn nha, RAM 8 128. Và mình có một cây A54 5G bảo hành tới tháng 5 2025 luôn mọi người, chỉ có 5 triệu 250 nghìn thôi, 5 triệu 250 nghìn. Realme GT Neo 5C nha mọi người, GT Neo 5C bản RAM 12 GB là 5 triệu 150 nghìn nha. Vivo V29e 5G thì mình đang có hai màu này mọi người, hai màu, màu xanh và màu xanh lá đậm và màu xanh ngọc nha. Hai con này là RAM 12 GB, bộ nhớ trong là 256, màn hình OLED chip Snapdragon là 695 hay sao á, chỉ có 5150 thôi. Tiếp theo là Realme GT Neo 5C, bản này là bản RAM 8 256, chỉ có 4 củ 750 thôi mọi người, 4 triệu 750 nha. Samsung Galaxy S21 LED một sim mọi người, máy còn đẹp tầm 98% nha, còn khá là đẹp luôn, 5 củ 8 thôi. Còn mình có cây thư trẻ cày thì tầm 5 củ rưỡi nha. S21 Ultra thì bên mình chỉ có 7 củ rưỡi thôi. Hiện tại mức giá cực kỳ ok cho anh em trải nghiệm rồi. Redmi 12 RAM 8 128 nha, 2 triệu 750 nghìn. CV2 mọi người, RAM 8 256, hôm nay mình giảm còn 4 triệu nha. CV2 Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Lite đây, hôm nay thì mình giảm còn 4 triệu tư nha, 4 triệu tư Xiaomi 13 Lite. Con này là con Realme Q5 5G, RAM 12 256, chỉ có 3 củ rưỡi nha mọi người, 3 củ rưỡi thôi. Redmi K40 K50, một con máy màn hình rất là đẹp, màn hình OLED được phân giải 2K nha, chỉ có là RAM 12 256, 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi. S22 Ultra, con này thì một sim, bản này bán hàng nha, RAM 12, bộ nhớ trong là 512 GB, 11 triệu 2. Mình có cây này RAM 12 256 cũng một sim luôn, 11 triệu 2, cây này đẹp hơn cây nãy nha. S22 Ultra. Xiaomi 12 Pro mọi người, hôm nay có cây rất là đẹp luôn. Ốp gì đâu mà nó cứng ngắc à, ốp này chắc đọc thoải mái luôn quá. Có tiếng Việt rồi nha. RAM 8, nhớ 128 GB, pin 4600 nha, Mi 12 Pro 4 triệu 8 nha, 5 triệu 8 nha, 5 triệu 8. Oppo Find X3 Pro, con này để pin trâu cực kỳ, 5 triệu 1, máy rất là đẹp nha. Find X3 Pro
5 triệu mốt nha. Vậy 3 rồ nữa nha. Cái này ám hơi nặng xíu. 4 triệu 650 nghìn nha, 4650 phải 3 rồ. Xiaomi Redmi Note 13. RAM con này 8 bộ nhớ 256 GB full box nha, 3.9 triệu Note 13 nha. Oppo Reno 2S nha, RAM 8 256 4.5 triệu. Oppo Find N2 Lip RAM 8 256 nha mọi người. Con này thì một cái màn hình khá là to, 7.9 triệu nha. Còn mình có con Oppo con Samsung Z Flip 3 bản 1 SIM nè, RAM 8 256 GB chỉ có 4.9 triệu thôi. 4.9 triệu. Zeekr B10, một con máy nội đồng cối đá siêu bền, mình còn sót lại được vài cây, như có 3 cây à, hết luôn rồi mọi người. Hết hàng luôn nha. Chỉ có 3.1 triệu. Còn được hai màu trắng và đen nha, trắng và đen. Vivo V25 Pro cũng sót lại được 1-2 cây, V25 Pro còn sót lại 1-2 cây nha. 3950, RAM 8 128 nha. Con này chip Dimensity 1300, RAM 8 128, 2 SIM 2 sóng, màn hình 120Hz luôn. Realme 11 mọi người, con này thì Realme 11 5G, RAM 8 128, 3.3 triệu thôi. 3.3 triệu. Xả cho này một cây nữa nè. Cái này là Nova 9 xe 3 triệu nha, Nova 9 xe RAM 8 128 3 triệu thôi. Realme GT Neo 5 xe mọi người, con này phiên bản RAM 12, bộ nhớ 256 GB nha, 5150. Vivo V29E 5G, con này thì máy mới khá là cao, RAM 12 256. Hiện tại mình còn hai màu, màu xanh ngọc, màu xanh quân đội và màu xanh ngọc như thế này, 5150 nha, 5150. Con này là con OnePlus Nord 10 5G, 2.5 triệu nha, 2.5 triệu thôi. Oppo Reno 2F RAM 8 128, 2.3 triệu nha, 2.3 triệu. Vinmark Aris RAM 8 128, 2.3 triệu luôn nha, Aris RAM 8 128, 2.3 triệu. Redmi K60 RAM 8 128 nha, 5.5 triệu full box. K60 K60E 4.5 triệu nha mọi người. K60E 4.5 triệu. Mình có cây này cấu hình khá là mạnh nè, con Vivo Z9X nha, Z9X máy rất là đẹp, full box, camera 50 chấm, 3.6 triệu thôi mọi người, 3.6 triệu thôi. Xiaomi 13T đây, Mi 13T nha, RAM 8 256 GB, 7.350 nghìn nha, 7.350. CV3 nữa nè, CV3 vẫn còn, còn sót lại được vài cây CV3. RAM 8 bộ nhớ 256 GB full box nha, 5.2 triệu thôi, 5.2 triệu. Oppo A73 5G còn sót lại một cây, thanh lý cho anh em 2 triệu nha. A73 5G, RAM con này thì sẽ là 8128 nha. Tiếp theo là TCL 40SE RAM 4128, 2 triệu nha, giảm cho anh em còn 1.9 triệu thôi, 1.9 triệu thôi nha. Oppo A16 RAM 3 bộ nhớ 32 cũng 1.9 triệu. Vivo Y21S nha, con này camera 50 chấm, màn hình khá to, pin trong, 1.9 triệu luôn nha mọi người. S21 máy rất là đẹp, bản hàng RAM 8 256 4.7 triệu nha. Còn được sót lại được vài cây thôi. Xiaomi Mi 11T, con này màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ. 3.2 triệu, 3.2 triệu. Xiaomi Redmi Note 12 5G, RAM 6 128, màn hình OLED luôn, 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu thôi. Oppo Reno 11 nha, 6.5 triệu. Reno 11 máy rất là đẹp, 6.5 triệu. Và mình có Reno 10 nữa. Đây,
Oppo Reno 10 nha. Reno 10 thì chỉ có là 5 triệu tư, 5 triệu tư thôi. iPhone 8 lớp lóc 64 GB nha mọi người, 2 triệu 3 máy lóc nha. Xiaomi Mi 11 Ultra, con này bị mẻ xíu ngay chỗ đây, không ảnh hưởng gì hết mọi người. 6450, 6 triệu 450 nghìn. Mình còn Xiaomi 12X này, khá là mềm luôn. Xiaomi 12X 4 triệu rưỡi thôi, RAM 8 256 GB nha. Mi 12X chắc giảm còn 4 triệu tư thôi, 4 triệu tư nha, Mi 12X nha. S21 Ultra 5G hàng Việt Nam, con này thì máy 6 nha, hàng Việt Nam máy 6, 6 triệu nha mọi người, 6 triệu thôi. Xiaomi Mi 12T RAM 8 256 5 triệu 2, RAM 8 128 là 5 triệu. Con này còn còn bảo hành tới 2025 luôn mọi người, máy rất là đẹp, 99% nha. Xiaomi Mi 12 Pro RAM 8 256 máy cũng khá là đẹp luôn. 6 triệu nha, bản 256 GB, camera 50 chấm, loa Harman Kardon, hai loa nghe cực kỳ chắc. Xiaomi 12 Pro mọi người, RAM 8 128 5 triệu 8, 8 256 6450 nha. Đây. Nokia C20 nha, C20. Một con máy chữa cháy, máy này máy mới nha. Nokia C20. RAM là 2 GB, bộ nhớ trong 32. Máy mới nha, phụ kiện cáp sạc đồ tai nghe rồi chưa dùng hết. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt thôi. Có một cái máy tính bảng nè. iPad mini 3 4G và 16 GB, Wi-Fi 4G 16 GB nha. Chỉ có 1 triệu 950 nghìn thôi. Mua con này về chiến game chắc được. Samsung Galaxy Tab A9 nha, RAM 3 bộ nhớ trong là 64 GB, 2 triệu 3 nha, 2 triệu 3 thôi. Máy mới luôn nha, máy mới luôn. Mình có mấy cái này máy mới luôn nha. Màn hình của con này viền nó khá là mỏng và đẹp luôn. Xiaomi 12X nha, RAM là 8, bộ nhớ trong là 256 GB, 4 triệu 8, Mi 12X nha, 4 triệu 8. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì mọi người cứ inbox bên mình nha. Bên mình thì có mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của mình ạ. À.